Em nhân chào với cô chú anh chị, em nhân xin kính chúc cô chú anh chị mình đầu tuần thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và làm gì được nấy nha cô chú anh chị. Thì ở video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị mình biết là top những xe hybrid đang bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 10 2024, và đồng thời em cũng cập nhật cho quý cô chú anh chị mình những dòng xe đang khuyến mãi nhiều nhất và đang có nhiều nhất tại Toyota An Thành Fukushima để cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Ngay bây giờ em mời cô chú anh chị mình đi coi với âm nhân. Nhưng mà anh chị cô chú mình coi video cho em nhân xin một cái đăng ký kênh, một cái like nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ cô chú anh chị, thời điểm này chúng ta chỉ còn có gần 10 ngày nữa là kết thúc tháng 11, là cũng sẽ kết thúc cái giảm lệ phí trước bạ của chính phủ mình nha. Cho nên anh chị nào đang quan tâm dòng Innova nè, số sàn nè, đó thì em nhân đang có sẵn khá nhiều nha anh chị. Thì anh chị mình cần thêm thông tin thì nhắn em nhân nha. Hiện tại đang khuyến mại cũng kha khá anh chị. Nếu mà lăn bánh Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 793 triệu, còn ở tỉnh thì khoảng 775 triệu. Bên em nhân sẽ tặng cho cô chú anh chị mình dán phim, rồi trải sàn, rồi camera hành trình đầy đủ. Đó, có sẵn nha anh chị nha, không phải chờ đợi. Anh chị nào thích thì chúng ta sở hữu luôn thôi. Dạ thì quay lại câu chuyện là xe hybrid bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam. Đó, thì anh chị mình biết xe nào bán chạy nhiều nhất không? Thì sẽ có 5 dòng xe được nhiều cô chú anh chị mình lựa chọn nhất, nhưng mà trong đó là có 3 thương hiệu đến từ Toyota. Và 2 dòng xe còn lại là xe gì? Anh chị cùng theo dõi với em Nhân nha. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là Innova Cross, phiên bản hybrid của chú anh chị. Bán được 437 xe trong tháng 10. Một con số cũng rất là khủng anh chị. Và hiện tại thì ở tháng 11, thời điểm em nhân quay video này thì đang có sẵn một em Innova Cross phiên bản hybrid màu bạc giống như trên hình của chú anh chị mình thấy. Còn nếu mà anh chị mình muốn lựa chọn màu trắng, ngọc trai, màu xanh đen đó, thì qua tháng sau, tháng 12 em nhân sẽ có nha anh chị nha. Thì giá niêm yết là 990 triệu. Dạ, còn anh chị mình lấy biển ở đâu thì nhắn em nhân, em báo chính xác nha. Thì với 437 xe bán trong tháng 10 thì người ta cũng nêu rõ từng khu vực mua xe luôn anh chị. Sẽ chia ra Bắc, Trung, Nam. Đó thì ở miền Nam bán được là 357 xe. Còn ở miền Trung bán được 20 xe và ở miền Bắc bán được 60 xe. Thì nếu mà nghe tới đây anh chị mình nói ủa sao mà ở miền Nam bán nhiều, ở miền Trung, miền Bắc lại bán ít như vậy? Thì cái này là do cái đặc điểm sử dụng xe. Thì theo em Nhân nhận thấy ở miền Nam bán chạy dòng Innova Cross này, tại vì cái gọi là cái mục đích sử dụng của mình đa số ở đây là mình mua xe đi gia đình, phục vụ nhiều người trong gia đình mình, cho nên là lựa chọn những dòng xe 7 chỗ, 8 chỗ thì bán rất là nhiều ở miền Nam. Còn ở ngoài Bắc là cô chú anh chị mình mua xe theo kiểu là sử dụng cá nhân, cho nên là chỉ cần những xe nhỏ gọn thôi, phục vụ một mình thôi. Và ví dụ như nhà là 3 người là có 3 chiếc xe luôn. Còn ở miền Nam mình, ví dụ nhà 3 người, 4 người, 7 người thì chỉ cần một chiếc xe để phục vụ thôi. Đó là cái kiểu như là cái sự khác biệt. Em nhận thấy là có sự khác nhau giữa vùng miền. Cho nên là Innova Cross thì đang được cô chú anh chị mình ở miền Nam chuộng hơn là ở ngoài Bắc. Đó, tương tự chiếc xe thứ hai của dòng hybrid mà bán chạy cũng là của Toyota. Đó là Corolla Cross phiên bản hybrid. Đây, và số liệu này sẽ phản ánh chính xác là cái mục đích sử dụng này. Ở miền Nam thì bán được là 143 xe, ở miền Trung bán được là 55 xe, còn ở miền Bắc thì bán đến 157 xe. Đó thì rõ ràng cô chú anh chị mình ở ngoài Bắc thì lựa chọn những dòng 5 chỗ nhiều hơn, và tổng số xe bán trong tháng 10 là 355 xe. Đó. Ở vị trí thứ hai anh chị thì nãy giờ anh Nhân chia sẻ thì có 5 dòng xe sẽ bán chạy, thì trong đó là thấy vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai là của Toyota rồi. Anh chị mình có đoán được vị trí thứ ba là của hãng nào không anh chị? Là một hãng của Nhật Bản luôn, đó là hãng Honda, và phiên bản đó là phiên bản CR-V của chúng anh chị. CR-V trong tháng 10 bán được 218 xe. Riêng ngoài Bắc thì bán tới 121 xe, ở trong Nam thì bán chỉ có 63 xe và miền Trung là 34 xe. Đó, ở ngoài Bắc thì đang chuộng dòng CR-V nhiều hơn. Nói vậy không biết là cô chú anh chị mình có quan điểm hay là có ý kiến gì không, hay muốn chia sẻ gì thì cứ comment nha. Thì cái này là em lấy số liệu phân tích của báo VN Express, thì họ có công bố là từng khu vực vùng miền bán những dòng xe nào luôn nha anh chị nha. Và ở vị trí thứ tư tiếp tục là một dòng xe của Toyota, đó chính là Yaris Cross phiên bản hybrid. Đây, thì trong tháng 11 này thì em Nhân cũng còn một số xe dùng như màu xanh đen anh chị mình đang coi là có sẵn nè, rồi màu trắng ngọc trai. Khuyến mãi cũng khá là tốt, giảm mỗi xe như là khoảng 40 triệu nha anh chị. Còn cô chú anh chị mình lấy biển ở đâu thì nhắn em Nhân nha. Yaris Cross phiên bản hybrid trong tháng 10 bán được 77 xe anh chị. Đây là phiên bản hybrid thôi nha. Ở miền Nam thì bán được là 57 xe, ở miền Trung bán được 9 xe và miền Bắc là bán 11 xe.
Đó, xin thông tin cho cô chú anh chị mình. Và chiếc xe cuối cùng cũng là xe hybrid ở vị trí thứ 5 là đến từ hãng Kia là Sorento anh chị, bán được 11 xe trong tháng 10. Miền Nam bán 7 xe, miền Bắc bán 4 xe. Ở miền Trung thì không thấy cung cấp số liệu anh chị ha. Đó. Anh chị mình quan điểm như thế nào về 5 dòng xe hybrid mà bán chạy ở thị trường Việt Nam mình ạ? Chắc anh nhiều anh chị mình sẽ hỏi là sao không có XL7 hybrid hay là Etiga hybrid. Thì em Nhân cái này em Nhân cũng không biết chính xác là tại sao nữa anh chị. Hay là do là đó là những phiên bản hybrid nhẹ, người ta không có tính vô cái dạng là hybrid thực thụ như những Innova Cross hay là CR-V hay là Sorento. Đó là cá nhân em Nhân nghĩ nha. Em Nhân không biết là cái mục đích họ phân loại như thế nào. Đó, riêng em Nhân thì thấy như vậy thôi. Thì em cũng muốn là anh chị mình nếu mà có thông tin thì cứ chia sẻ giùm em Nhân nha. Những dòng xe hybrid bán chạy ở thị trường Việt Nam có 5 dòng xe em vừa chia sẻ cho cô chú anh chị mình rồi đó. Thì liên quan tới hybrid thì em Nhân nghĩ là cái phương án là khả dĩ nhất hiện nay anh chị. Thay vì chúng ta lựa chọn một cái xe điện hay là chọn một cái xe xăng thì thôi bây giờ mình chơi nửa điện nửa xăng cũng tiết kiệm được gần phân nửa anh chị, mà không phụ thuộc vào trạm sạc. Liên quan tới xe điện thì có nhiều ý kiến lắm anh chị. Thì em Nhân tôn trọng tất cả các quan điểm của cô chú anh chị mình. Thứ nhất là anh chị mình sẽ là người chọn xe, người bỏ tiền ra mua xe, và chính nó là phục vụ cô chú anh chị mình. Cho nên là cô chú anh chị mình chọn phương án nào thì em Nhân cũng đồng tình và ủng hộ. Thì mấy bữa nay em Nhân có thấy là có một cái gọi là một cái cuộc bình chọn là tài chính tầm khoảng 500 triệu thì lựa chọn em Ride của Toyota hay là chiếc VF5 của VinFast. Đó, anh chị mình nghĩ như thế nào? Nếu mà anh chị mình, cô chú mình thì sẽ lựa chọn dòng nào anh chị? Thì trước khi em đưa ra quan điểm thì em Nhân cũng chia sẻ là hiện tại Toyota Ride bên chỗ em Nhân thì đang có rất nhiều xe, có màu trắng, màu đỏ đen, màu đỏ toàn xe và màu ngọc lam nóc đen. Đó, thì hiện nay nếu mà cô chú anh chị mình lấy biển ở Hồ Chí Minh là 571 triệu, còn ở tỉnh là tầm khoảng là 553 triệu, thì cái giá thì nó cũng xem với lại VinFast VF5. Đó, thì em Nhân thấy là có nhiều anh chị mình đưa ra quan điểm là chọn VinFast. Thứ nhất là tiết kiệm, rồi hiện nay thì đang chạy ngoài đường rất là nhiều. Còn Toyota Ride thì anh chị mình đang lo lắng là vấn đề ngày xưa nó đang bị dính cái vụ mà gian lận về khí thải ở bên Indo, ở bên Nhật Bản hay là một số thị trường thì có. Điều này là em Nhân là chia sẻ là có, tức là có một cái bê bối, đó là chung toàn hệ thống của Daihatsu luôn. Nhưng mà hiện tại thì nó cũng đã trải qua gần nửa năm rồi, mọi thứ thì nó cũng đã giải quyết khá là ổn thỏa rồi. Hiện tại thì những cái xe được đảm bảo chất lượng rồi nha cô chú anh chị. Đó. Còn về việc anh chị mình nói là về độ ồn, đi xe điện nó đỡ ồn hơn là xe xăng, thì em Nhân không đồng tình với ý kiến này. Đó, ý kiến em Nhân là không đồng tình. Tại vì á, anh chị mình nói đi xe xăng là cái động cơ nó ồn hơn động cơ điện. Nhưng mà em thấy em có trải nghiệm hai dòng xe Ride và VinFast VF5 thì em thấy cái độ ồn á nó không phải là từ động cơ là chính, mà nó chính là từ độ ồn từ cái hệ thống cơ sở hạ tầng, tức là đường xá mình. Đó, đường xá mình nếu mà chạy sụp ổ cống thì cái khả năng cách âm của gầm xe cũng như là bánh xe thì hai dòng nó như nhau. Tại vì cái phân khúc này em Nhân nghĩ là nó không có sự khác biệt quá lớn về cái độ cách âm đâu. Đó, xe nào nó cũng ồn như nhau. Đó, còn mà anh chị nói mà cái động cơ ồn là do động cơ thì em Nhân không đồng ý lắm. Tại vì đi xe điện chủ yếu là chúng ta ồn là dội từ dưới lên không à. Cái động cơ nó cũng không có phần nhiều đâu. Đó, cái đó là ý kiến của em Nhân. Ý kiến của em Nhân, quan điểm của em Nhân. Thì anh chị mình có cái sự trải nghiệm nào khác không? Hay là có những ý kiến nào khác thì cứ để lại comment. Mục đích em Nhân là để cho tất cả các cô chú anh chị mình cùng nhau vào đây chúng ta comment để cho chúng ta có một cái nhìn nó rõ hơn. Thì em Nhân có cái trải nghiệm như vậy. Riêng tới Toyota Ride thì em cũng xin chia sẻ, xin nói rõ quan điểm là nếu cô chú anh chị mình ở Hồ Chí Minh, đặc biệt là các chị nữ, các cô muốn một cái xe nhỏ gọn, dễ lái thì rất là phù hợp trong thành phố, nhỏ gọn, động cơ 1 lít 1.0, không yếu nha anh chị, đảm bảo mình sử dụng ngon lành, không yếu đâu. Đó, thì sẽ phù hợp. Còn nếu mà các cô chú anh chị mình ở tỉnh mà mua xe này mục đích là đi những đường trường, đường xa này kia đâu, đi về tỉnh thường xuyên thì thôi, không nên. Xe này nó em Nhân nghĩ là nó phù hợp với trong thành phố, trong đô thị thôi. Gầm cao đi, ví dụ đường ngập nước ở Sài Gòn thì mấy chiếc này ngon. Còn đi thật sự mà đi cao tốc hay gì đó thì nó cũng gọi là chấp nhận được thôi, nó cũng không gì quá xuất sắc. Nếu mà anh chị mình có cái xu hướng mà sử dụng xe đi công tác nhiều, đi tỉnh nhiều thì chúng ta
tốt nhất là chọn những dòng sedan hoặc là cấp cao tí là Corolla Cross chẳng hạn, nó sẽ ổn hơn nha, ổn hơn chiếc Rang này. Thì em Nhân xin chia sẻ cái quan điểm mình như vậy. Còn cô chú anh chị mình ở Sài Gòn muốn một cái xe nhỏ gọn, tiết kiệm đi phố là chiếc Rang là phù hợp nhất, không cần phải bàn cãi gì cả. Đó là cái quan điểm của em Nhân. Đó, thì cô chú anh chị mình coi cần đóng góp thêm ý kiến hay là cần em báo giá những dòng xe nào thì cứ nhắn em Nhân biết, em sẽ tư vấn anh chị mình kỹ hơn nha. Em Nhân xin kết thúc và xin chào cô chú anh chị mình.